Omni mamma mia. Quá nghiêm trọng là sao hả thầy? Nhà này âm khí nặng quá, có rất nhiều vong hồn và ma quỷ. Thật sao? Thầy hỏi nè, có phải trong những ngày gần đây nhà con gặp nhiều rắc rối và lộn xộn lắm phải không? Dạ. Trong gia đình vợ chồng con cái không được hòa thuận, gây gổ nhau hoài phải không? Dạ phải. Vậy là đúng rồi, do chính cái đám quỷ ma đó nó xúi dục. Vậy thầy có cách nào giúp giúp con không thầy? Dĩ nhiên rồi, con phước lớn mạng lớn lắm mới được gặp thầy đó. Dạ, vậy chăm sự nhờ thầy. Nhờ thầy trừ khử hết cái đám tà ma ngoại đạo đó, bao nhiêu tiền con cũng chịu. Ta chỉ hành sự giúp đời thôi, chuyện tiền bạc để sau. Bây giờ ta sẽ giúp gia chủ trừ khử con quỷ đó. Ông ta nói có quá nhiều ma quỷ trong ngôi nhà này, ngoài mình ra không lẽ còn ma quỷ khác nữa. Ủa sao mình là ma mà mình không thấy quỷ ta? Vậy rốt cuộc ông trừ khử ai?